tiếp tục ha chúng ta sẽ đến different from Vậy different from là gì chúng ta hãy sử dụng chức năng đó để hiểu hơn nào rồi, ok các bạn nhiệm vụ của các bạn là đào file bên dưới và mở nó lên dùng mình ha rồi mở lên này cái việc của chúng ta là gì à, đó thì giờ mình muốn là gì theo tháng thì mình muốn là gì à, thằng trước so với thằng sau thì nó tăng trưởng như thế nào số tiền là bao nhiêu đúng không hoặc là mình muốn là so sánh từng năm thì tháng này với tháng này nó như thế nào này tháng này với tháng này nó như thế nào so sánh từng năm nha các bạn thì các bạn làm như sau đầu tiên là vào Sell sau đó bấm vào value field setting tiếp tục muốn đổi tên thì các bạn đổi tên đây ha mình sửa như different different man sau đó tiếp tục ha so value chọn different difference, ok. rồi chúng ta muốn lấy tháng nào là làm tháng gốc thì lấy tháng này ha. đầu tiên mình sẽ chọn sell month, sau đó january làm gốc ha. bấm ok. đó thì chúng ta sẽ thấy một điều là gì? tháng này trừ tháng này nó sẽ ra cho mình ha. ok. tiếp tục ha. chấm vào value setting number formats, numbers. đó. So Ok 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 Đó các bạn sẽ thấy ha So sánh từng tháng trong của một năm ha Đó rồi Giờ mình muốn different theo nam Tương tự ha Sales Sau đó các bạn bấm vào đây Value field setting Ok So value Chọn Different Different from Different from nha các bạn Rồi tiếp tục financial year lấy của cái tháng kỳ trước ha là kỳ gốc ok đó các bạn sẽ thấy ha định dạng cho nó cái ít phải value field gia đình number format number đó ok ok rồi ok đây các bạn là lấy cái này này từ cái này ha tương ứng cái này trừ đi cái này ra đúng bằng số này cho mình Ok, sau cái bài này thì mình sẽ biết được cái xu hướng của năm trước và năm sau different như thế nào ha. Ok, có thể thay đổi tên ha. Các bạn có thể kích vào đây này, double nó tự nó ra luôn cho mình ha. Different, different year. Nhìn từ cái này chúng ta sẽ quyết định một số thứ rồi đấy. Rồi, ok. Rồi, thứ hai là mình sẽ làm different sao này ok giờ mình muốn so sánh ông này là ông làm gốc ông làm góc cho mình rồi sau đó mình muốn so sánh với những ông còn lại thì phải làm sao tương tự ha sao sau đó kéo xuống đây sau đó chọn value field setting sau đó muốn đổi tên thì đổi ha rồi sau đó mình chọn from deep ok sau đó mình muốn lấy cái người này là làm gốc này này thì mình chọn đây ok đó rồi, chọn lại format ha. Ok. Đó. Ok, đó các bạn sẽ thấy ha. Đó. Ok. Rồi qua bài này chúng ta sẽ học được nhiều thứ rồi đấy.